Xin mến chào các cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bông sen cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre. Hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Mình lo mai ghép giống cúc thọ hương phong mai tàn bên vườn của bạn Nam cho cô chú anh chị mình ha. Hôm nay vườn bạn Nam thanh lý còn một số ít ha, cô chú anh chị vài cây ha, thanh lý cô chú anh chị mình luôn. Vừa cúc thọ hương ha, rồi có siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị ha. Giá cũng siêu ưu đãi luôn cả nhà. Rất mong cả nhà mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý. Cô chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Không làm mất thời gian nữa, em mời gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn nha, chào quý cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến với kênh thì cũng xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình ha. Một lô cúc họ hương phơm tàn nha, tàn hông nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi và một cây đầu lít là mã số 61K. Rồi, là một cây cúc họ hương nha. Cái này tàn khá là đều luôn cô chú anh chị ha. Xum xê nè cô chú. Có củ đế luôn nha cô chú anh chị. Nguyên củ luôn ha. Rồi, quanh thân là 18. Rồi. Củ đế là được 34. Rồi. Chiều cao là được 1m30. Tán ngang là được 1m07. Rồi. Rồi cây mã số 61K, cây cúc họ hương ha. Cũng xin giao với cô chú anh chị mình nha. Giá là 1.200.000 nha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 62K nha cô chú anh chị. Cũng là một cây cúc họ hương luôn. Cái này vô dây chỉnh sửa tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Cái này củ đế có luôn cô chú anh chị ha. Rồi hoành thân là 14. Rồi. Củ đế là 24. Rồi cái này củ đế nôm sẫm xuống ha cô chú anh chị ha. Rất là đẹp nha. Chiều cao là được 1m50. Rồi. Tán ngang là được 1m10. Rồi. Rồi cây mã số 62K. Giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.100.000 nha, em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 63K. Cũng là một cây cúc họ hương luôn. Rồi. Rồi quanh thân là được 20. Rồi. Củ đế là được 30. Rồi. Chiều cao là được 1m14. Tán ngang là 92. Rồi cái cúc họ hương mã số 63K giao với cô chú anh chị mình giá là 1.000.000 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 64K cũng là một cây cúc họ hương nha cô chú anh chị. Rồi cây này tàn cũng khá là cô chú anh chị ha. Ghép đều chi đều cành hết cô chú anh chị. Rồi bình thân là 19. Rồi. Củ đế là 35. Rồi cây này có đế luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao là được 1m20. Rồi. Tán ngang là được 1m10. Rồi. Rồi cây mã số 64K, giao lưu của chú anh chị mình giá là 1.050.000 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 65K, cũng là một cây cúc họ hương của chú anh chị. Cây này tàn đều của chú anh chị ha. Củ đế đẹp luôn của chú anh chị. Củ đế cũng khá quái rồi của chú anh chị vàng ươm luôn. Rồi. Quanh thân 17. Rồi. Củ 30. Chiều cao là 1m32. Tán ngang 1m05. Rồi cái cúc họ hương giao lưu với cô chú anh chị giá là 1.200.000 bao phí ship luôn. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 66K, cũng là một cây cúc họ hương luôn. Cây này quá chừng cái tàn luôn nè cô chú anh chị. Rồi, tàn vô dây đều trang luôn cô chú anh chị ha. Kẹo tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi để có luôn ha. Rồi hoành thân là được 14. Rồi. Chiều cao là 1m36. Tán ngang là được 1m15. Rồi cây mã số 66K, cây cúc họ hương giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.100.000 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 67K. 67K cũng là một cây cúc thọ hương đó cô chú anh chị mình ha. Rồi 67K. Lạch. Rồi. Cây này tàn khá tròn đều luôn cô chú anh chị ha. Tàn đẹp á. Ấm tàn kẹo tàn ha. Quá chừng cái củ luôn cô chú anh chị. Bình thân 20. Củ đế là được 39. Củ nở cô chú anh chị ha. Củ to. Chiều cao 1m25. Tán ngang 1m20. Rồi. Rồi cái cúc họ hương giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.200.000 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 68K. Cũng là một cây cúc giảo siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi một cây giảo siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị ha. Cái này dáng rồi, bình thân 19.
Nè, cái chậu ghép nó to lắm nha cô chú anh chị. Bo già hết rồi, lên nụ nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m05. Tán ngang 86. Rồi cái xương Sài Gòn giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1.400.000, mã số 68K. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi mã số 69K. Rồi 69K cũng là một cây siêu ôm Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Cây tràng cũng khá là tròn hết. Giờ cô chú anh chị mình vô dây lại ha. Rồi này vô dây lại cái là cái tàn dữ lắm cái tàn nha cô chú anh chị. Rồi quanh thân 19. Rồi bo già. Cây như đang lên xù cô chú anh chị nè. Chiều cao 1m09. Lên cục cục luôn cô chú anh chị ha. Tán ngang 98. Rồi bo già. Rồi cây mã số 69K, giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1.500.000 bao phí ship luôn. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 70K. Cũng là một cây cúc một cây giảo siêu Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, giảo siêu Sài Gòn ha. Cây này cũ để nở cô chú anh chị ha. Nè, để nở nha. Để nó bự vàng ôm luôn cô chú anh chị. Rồi, vành thân là được 19. Cái chọc ghép nó có ca bằng tay Úc luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao 85. Tàn đều ghép đều chi đều cành. Tán ngang 90. Rồi. 9. Rồi cái xương Sài Gòn là giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1.300.000 bao phí ship ha. Rồi cây này cuối clip luôn ha. Thì cây mã số 70K cũng là một cây cuối clip em luôn. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem mấy clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ em nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0866459594 mà. Và em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nhé. Rồi em cũng thay mặt cho kênh giống như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.